Xin chào tất cả các bạn nhé. Thì như hôm trước thì mình đã giới thiệu đến các bạn về ADU, các cái cơ bản về ADU, một số cái thành phần quan trọng của một thiết bị ADU, tức là thiết bị xử lý không khí. Các cái thiết bị này thì được dùng rất nhiều trong các cái tòa nhà như là bệnh viện rồi các cái tòa nhà lớn ấy. Thì một trong những cái thành phần tương đối quan trọng của ADU chính là van điện từ điều khiển cho cái việc cấp nước vào ADU như nào các bạn nhé. Thì hôm nay mình sẽ demo, tức là sẽ giới thiệu với các bạn một trong những cái thiết bị mà rất hay gặp trong hệ thống điều hòa không khí. Cái này nó là linh kiện thôi. Thì đây nó là cái van điện từ các bạn này. Đây nha, hôm nay giới thiệu các bạn cái van điện từ này là của Belimo. Thì hiện tại chỗ mình đang dùng cái này thì mình giới thiệu thôi, nhưng không phải mình quảng cáo cho hãng van các bạn nhé. Đấy, thì chúng ta cần chú ý những cái gì ở cái van này, các cái thông số của nó. Đấy, cái đầu tiên ấy, khi mà chúng ta sử dụng van thì nó tùy vào cái kích cỡ của cái đường ống. Kích cỡ của đường ống này thì chúng ta sẽ chọn các cái van khác nhau với kích thước khác nhau. Thì nó hay liên quan nhất là cái tham số, đó là cái mà cái lực của nó này các bạn này. Đấy, cái lực của con này là 15 Newton mét đấy. Thì cái lực này nó thể hiện cho cái sự tác động đến cái phần van bên trong, tức là van mà trên cái đường ống càng lớn thì cái lực này nó phải càng lớn thì nó mới quay được cái van, quay được cái cổ van các bạn nhé. Cái thứ hai là cái tham số về nguồn và về cái tín hiệu điều khiển ở đây. Thế thì như con này ấy, là nguồn cấp của nó là 24V AC hoặc là DC. Con này nó chơi được cả AC lẫn DC là cấp nguồn nha các bạn nhé. Đấy, và cái tín hiệu I1 này là cái tín hiệu mà analog mà chúng ta cấp vào để điều khiển cho cái van này nó mở. Có nghĩa là khi các bạn cấp vào đây một cái tín hiệu, cấp vào chân 1 và chân 3 này, một cái loại tín hiệu là từ 0 đến 10V DC dương vào đây, thì van này nó sẽ mở tương ứng với từ 0 đấy, đến 90 độ. Tức là nó sẽ quay một góc 90 độ tương ứng với cái van này, nó sẽ mở 100%. Đấy, thì 10V nó sẽ mở 100% và 0V thì nó đóng lại như thế này các bạn này. Đấy là cái chân mà nhận tín hiệu điều khiển các bạn nhé. Cái chân thứ hai là cái chân U này. Đấy, cái chân này là cái chân tín hiệu phản hồi về. Có nghĩa là cái van này nó đang mở cái góc mở bao nhiêu thì nó báo về cái này tín hiệu tương đương cũng từ 2 đến 10V. Tức là khi van mở 100% thì cái này nó cũng phản hồi về là 10V. Thì qua đó cái tín hiệu điều khiển ở trên hệ thống BMS, người ta nhận được 10V thì người ta biết là con này nó đang mở là 100%. Và 5V thì tương ứng với cả 50%. Đấy, ví dụ thì cái dòng van này nó mở được, nó mở theo tuyến tính nhé các bạn nhé, từ 0 đến 100%. Tùy vào cái tín hiệu mà các bạn muốn nó mở bao nhiêu thì cái nguồn cấp vào là như vậy. Đấy, đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái nút này. Cái nút này là cái nút này nó sử dụng lục giác này. Con này mình không nhớ không nhầm thì nó lục 3 thì phải. Thì khi mà cái van này nó bị lỗi phần điều khiển hay là vì tín hiệu gì đó mà nó lỗi tín hiệu, nó không thể điều khiển mở được bằng tín hiệu điện, thì cái nút này sử dụng để quay cho nó mở cưỡng bức bằng tay các bạn nhé. Đấy, thì khi chúng ta quay á, chúng ta quay thế này, quay theo chiều kim đồng hồ thì nó sẽ mở, cái này nó sẽ mở ra. Và khi chúng ta quay ngược lại thì nó hãm luôn ở cái điểm mà nó đang mở. Có nghĩa là cứ quay xuôi thì cái này nó sẽ quay lên, nhưng mà chúng ta quay ngược lại thì cái góc mà đang mở đến đâu rồi nó sẽ được hãm ở đấy. Còn nếu không, khi chúng ta cứ quay mở ra mà chúng ta thả tay ra, nó sẽ quay ngược lại các bạn nhé. Vì cái dòng này
là cái dòng nó có cót này. Cót tức là khi mà mất nguồn toàn bộ ấy, thì nó sẽ quay về bằng cót. Đấy, bản thân bên trong nó có một cái dây cót như là cái dây cót đồng hồ. Đấy. Là đấy là về cái van Belemo các bạn nhé. Thế còn bên trong của nó chúng ta cần chú ý cái gì? Thì thông thường các cái hãng này này, bên trong của nó có cái củ này các bạn nhé. Đây mình sẽ tháo ra cho các bạn xem nhé. Này mình sẽ tháo này. Tháo cái van này ra các bạn nhé. Đấy. Mình sẽ tháo nó ra. Đấy. Cái chú ý bên trong của cái chú ý của nó là cái gì? Đây mình sẽ bỏ lên nha các bạn nhé. Đấy thì bên trong của nó là có cái củ này. Nhưng mà cái này là người ta lắp nhầm phải cái củ của bên ba ngả. Bên ba ngả thì đây là cái củ bên trong của nó đây các bạn này. Thì cái chú ý của nó ấy, là khi cái mặt bên ngoài của động cơ, tức là cái mặt bên ngoài của cái động cơ này này, mà nó đang ở trạng thái đóng, thì hai cái đường gạch này, tức là hai cái đường vạch này này, hai cái vạch này nhé các bạn nhé. Đây nó có cái vạch đây này, nó phải quay ngang ở cái hướng đóng, tức là quay 90 độ nhé. Tại vì trước đây mình cũng đã gặp một số cái là khi mà người ta lắp vào ấy, thì cái thằng trong này là nó lắp riêng mà, cái thằng trong này nó gia công riêng mà cái củ lắp vào sau. Thế thì khi lắp vào thì các anh ấy lắp lệch. Mà cái này nó cho phép lắp lệch các bạn nhé. Đấy, khi lắp vào các anh ấy lắp lệch. Thế đâm ra là khi cái củ ngoài nó quay ấy, thì cái bên trong nó quay theo. Tuy nhiên ấy, khi mà cái ngoài nó đang ở vị trí đóng thì có khi cái trong này nó lại ở vị trí mở. Cho nên là để mà kiểm tra van ấy, các bạn test thì các bạn phải kiểm tra cái bên trong này nó phải trùng với cái bên ngoài. Có nghĩa là trong mở thì ngoài phải mở. Tránh tình trạng là giống như kiểu trên bảo dưới không nghe, tức là anh ngoài thì mở mà anh trong thì đóng. Đấy, nó thành ngược. Đây, cái điều khiển như vậy nó bị sai và nó không tác động. Tức là nó khi mà van mở rồi nhưng mà hệ thống vẫn không mát ở cái chỗ này. Nghĩa là rõ ràng bên ngoài các bạn nhìn thấy nó mở rồi nhưng mà bên trong ấy nó không mở. Cho nên nước nó không qua được cái dàn này, nó không mát. Đấy là một trong những cái mà trước đây mình cũng đã gặp tương đối nhiều đấy. Vì các bác chỉ biết là lắp vào thôi, cũng không kiểm tra bên trong. Đấy. Thì cái triệu chứng của nó có thể thấy là khi mà chúng ta dừng thiết bị rồi, đúng không? Mà có cái hệ thống lưu lượng nước lạnh qua thì cái hệ thống đường ống nó vẫn cứ ướt. Có nghĩa là nó vẫn cứ bám xương ở đây. Cho khi mà dừng hoạt động lâu rồi mà có nước lạnh qua thì nó vẫn bám xương. Đấy, thì đối với cái van điện từ này thì các bạn chỉ cần điều khiển nó như thế và các cái tín hiệu như thế là nó hoạt động ổn định. Và cái củ với cái ngoài phải thống nhất với nhau. Đấy, nó đơn giản là như vậy thôi. Đấy, xin cảm ơn các bạn đã xem video nhé. Và các bạn nhớ nhấn vào nút đăng ký để theo dõi các cái video tiếp theo của mình nhé. Xin cảm ơn các bạn.